thêm 30 phút nữa. Thêm 30 phút nữa là về tưới rau. Nắng quá. Thế là mọi người vừa vào luôn. Tiếp. À này chị mệt không? Hay là mọi người vừa vào luôn không? Không mệt. Làm có tí à, mệt gì? Có phải làm nhiều đâu. Ô mà che mới nhỉ. Thank you Makoto. Hello mọi người vừa vào room. Ui. Hello mọi người. Mình đi nhặt bông lúa này, bông lúa sót lại. Chứ hôm nay mặc không mặc áo ở bên trong ấy. Đấy thế, hôm nay không mặc áo ở bên trong ngứa ấy. Vậy hôm trước mình mặc hai áo không thấy ngứa, hôm nay mặc một áo ngứa. Ở đó nhìn nhau. Đi nhặt bông lúa. Đi nhặt bông lúa. Ui. Sao nhiều đây? Sao chỗ này sao? Ngồi. Mình tuốt thêm một tí nữa, chắc là em nghĩ là tầm 30 phút ý. Ba mươi phút là xong. Đi về tưới rau. Mà yếu hay sao ạ? Thế thì từ để em đi hộ. Em đi hộ đó nhá. Em đi hộ để ra lấy thắp ra đó. Được bao nhiêu bao ấy? Chỗ đấy à? Chỗ đấy được bao nhiêu bao? Hello mọi người vừa luôn nha. Rồi. Mình không để ý. Cảm ơn mọi người nha. À, đây đi hộ ra lúa đó. Mọi người ngồi đây nhé, chờ em một tí này.